Xin chào tất cả bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game kinh choi của nhà phát hành Gamuta nha các bạn. Thì kinh choi Gamuta sẽ mang đến cho bạn một cái lối chơi khá là tương đồng với những cái tựa game nổi tiếng như là Ta Là Quan Lão Gia đã từng gây rất là sốt ở thị trường Việt Nam cách đây nhiều năm về trước. Thì tuy nhiên thì điểm sáng của trò chơi này là mang phong cách đồ họa lẫn nội dung thiên hướng sử thi phương Tây nhiều hơn là châu Á nha các bạn. Thì kinh cho Yota sẽ cho phép tất cả các bạn người chơi xây dựng cho mình một cái đế chế làm cho vùng lãnh thổ dưới sự cai quản của bạn phát triển mạnh mẽ hơn, hoặc là sống sót, sống một cái cuộc sống xa hoa, chỉ huy một cái đội quân gồm các hiệp sĩ trung thành. Thì tại đây bạn có thể hẹn hò với các hoàng gia khác, nâng cao người thừa kế và tạo liên minh. Tất cả các bạn người chơi có thể tùy chọn vào vai là một cái vị chúa tể nam hoặc là nữ, và có thể là một cái vị lãnh chúa nhân tâm hoặc là nhân từ để kiểm soát lại vương quốc mà tất cả mình xây dựng nha các bạn. Sau đó thì tiến hành chiến đấu chống lại các nhân vật xấu xa đang cố gắng chiếm lấy ngai vàng của mình. Thì thế giới của kinh cho giao ta sẽ mở ra với phân cảnh mở đầu và với cái lối chơi giống như là một cái bộ phim hành động thời sử thi trung cổ vậy các bạn. Tất cả các bạn người chơi sẽ thả mình vào cái thế giới của Nivo và chọn hẹn hò hoặc là sinh con, đưa các chiến binh hiện hội ra chiến trường vân vân. Khi chơi thì sẽ tùy thuộc vào lựa chọn của tất cả bạn người chơi là nam hoặc nữ thì sẽ có những cái cốt truyện khác nhau nha các bạn, qua lại hội cũng sẽ khác nhau đôi chút. Thì cốt truyện của game sẽ diễn biến vô cùng nhanh chóng với rất là nhiều cái tình tiết đảm bảo thì bạn sẽ khá là bất ngờ và không bao giờ nhầm chán. Bên cạnh đó thì để cai trị một cái đế chế hùng mạnh như vậy thì tất cả các bạn người chơi cần xây dựng một cái đội quân vô cùng hùng mạnh là cái nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Thì họ sẽ cung cấp cho chúng các bạn những cái phép bổ trợ để hoàn thành những cái nhiệm vụ khó khăn mà tựa game này giao cho các bạn. Thì địa vị của các bạn hay là bạn là những cái lãnh chúa càng cao thì phần thưởng mà tất cả bạn người chơi nhận được sẽ càng lớn nha các bạn. Thì nhìn chung thì cái tựa game kinh cho giao ta là một cái tựa game hấp dẫn, hứa hẹn sẽ hỏa mãn giấc mộng vương giả của nhiều các bạn game thủ. Thì nếu như bạn nào đã từng chơi cái tựa game Ta Là Quan Lão Gia thì không nên bỏ qua cái tựa game này nhé bạn. Thì nhìn chung thì tựa game này sẽ có số điểm đặc sắc như là trải nghiệm cuộc sống cung đình kinh tế thời trung cổ, thì tức là các bạn sẽ được diện những cái trang phục vô cùng lộng lẫy, ở những cái cung điện vô cùng sang trọng, ăn những cái yến tiệc vô cùng xa hoa, sẽ có những cái kỵ sĩ chung vô cùng trung thành và những cái phi tần vô cùng xinh đẹp, sẽ giúp cho tất cả các bạn đắm chìm trong cuộc sống xa hoa của một cái vị vua châu Âu thời trung cổ. Thứ hai là các bạn sẽ được thống trị vương quốc như một cái quốc vương. Tại đây thì các bạn có thể xử lý các công việc chính trị, nâng tước vị hay là xây dựng liên minh, đánh bại cường địch, phát triển thương mại, vân vân. Thì tất cả cái đó sẽ giúp cho bạn xây dựng vương quốc của bạn trở nên hùng mạnh hơn. Thì tất cả đều tùy thuộc vào bạn thôi các bạn. Kế tiếp là bạn cũng có thể gặp gỡ những cái mỹ nhân xinh đẹp. Thì tại cái tựa game kinh choi Gamuta này thì sẽ có hơn 20 cô công chúa cũng như hoàng tử cho bạn lựa chọn. Thì bạn có thể hẹn hò cùng họ và đưa họ vào hậu cung. Sau khi các bạn hỏi thăm thì các bạn có thể bồi dưỡng để sinh con nó giỏi nha các bạn. Thì tại đây các bạn sinh con cùng phối ngẫu nhiên của bạn và bồi dưỡng con nó giỏi sẽ giúp cho bạn thừa kế cái hồi những cái người chơi khác và giúp bạn xây dựng cái vương quốc lớn mạnh hơn. Các bạn cũng có thể thu thập anh hùng truyền kỳ
Tại đây các bạn có thể chiêu mộ những cái anh hùng truyền kỳ và thi đấu với tất cả bạn người chơi khác. Và các bạn có thể gia nhập PvP, tức là những cái trận đấu tự do các bạn. Thì tại đây các bạn có thể tập kết những cái bạn người chơi trên cùng thế giới, trên khắp giới và cùng nhau đánh bại kẻ địch. I'm not a hero. Cuối cùng là các bạn có thể liên minh lại nhau để tiến hành xây dựng liên minh nha các bạn. Thì tập kết thành viên liên minh và các bạn tiến hành các cuộc chiến đẫm máu. Thì đó là sơ lược một chút xíu về cái tựa game này. Ok, hiện nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn cho các bạn cách nhập gift code cho nào cho biết. Thì bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Thì đầu tiên để nhập code thì bạn nhấn vào avatar của mình, nhấn vào thiết lập, nhấn vào code và tiến hành nhập gift code. Thì code như sau: KC888. Thì đây là code nha các bạn, chứ code là KC888. KC888 là có nhất. Thì mình sẽ ngưng màn hình là chút cho các bạn xem chiếc code nha các bạn. Chiếc code là KC888. Sau đó thì các bạn nhấn vào đổi để nhận quà. Thì đây là tất cả các phần quà của gift code nha các bạn. Phần quà này sẽ nhận được là tri kỷ, các bạn có thể chọn là Miranda hoặc là Lycam nha các bạn. Số lượng là 1. Thứ hai là vàng, tài nguyên hiếm dùng mua đặc quyền hoặc tài nguyên khác số lượng 100. Thứ ba là bạc, tài nguyên thường dùng để nâng cấp vị sĩ số lượng 100.000. Cuối cùng, thứ tư là lúa, tài nguyên thường dùng đi chiêu mộ binh lính số lượng 100.000. Cuối cùng là 10 ngày hoặc tính trí lực cộng 400 số lượng 3. Thì đây là tất cả các phần quà của cái code nha các bạn. Thì like này là đứa con của sói nha các bạn. Còn Miranda là đứa con của gừng. Thì bạn có thể đặt phần giới thiệu như là Miranda sống trên hòn đảo hoang quán từ nhỏ. Cô chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài như một đứa trẻ sơ sinh nhạy cảm và hơi đầy hiếu kỳ và sợ hãi. Còn Lan là không biết cha mẹ mình là ai. Anh ta bị vứt vào rừng ngay khi mới sinh. Sói đã nuôi dưỡng anh, thời gian đặt tên cho anh. Khu rừng đã dạy anh sinh tồn. Anh ta là một cái đứa con của gừng. Đồng thời thì anh ta muốn thoát khỏi rừng. Bạn chính là phương hướng của anh ấy. Ok, thì hiện tại có một cái code thôi, KC888 nha bạn. Khi nào có thêm code mới thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cho bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ. Đừng quên like này nếu như các bạn thấy hay và chia sẻ cho bạn bè cùng biết với nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.